Việt Nam hôm 22 tháng 1 nói rằng họ đã có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng tại phiên kiểm điểm định kỳ phổ quát UPR của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, và được các nước ngợi khen vì thành tích quan trọng đạt được về nhân quyền, trong đó có tự do báo chí. Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 22 tháng 1 viết trên Twitter rằng chính quyền Hà Nội luôn tiến bộ trong mọi quyền con người và cam kết nhiều hơn về nhân quyền tại phiên điều trần UPR lần thứ ba diễn ra mỗi 5 năm một lần. Những đăng tải trên Twitter cho biết Việt Nam được khen ngợi vì những thành tích nhân quyền quan trọng, trong đó có việc bảo vệ các nhóm dễ tổn thương và đảm bảo các quyền của người thiểu số cũng như có tự do báo chí. Trong thời gian phái đoàn Việt Nam trình bày báo cáo của mình tại phiên kiểm điểm hôm 22 tháng 1, hàng trăm người đã biểu tình bên ngoài trụ sở Liên hiệp quốc tại Geneva để phản đối điều mà họ xem là những vi phạm nhân quyền của Hà Nội. Phái đoàn Việt Nam tại Geneva phủ nhận những cáo buộc này. Một đại diện của Bộ Công an nói tại buổi kiểm điểm hôm 22 tháng 1 rằng, Việt Nam tôn trọng các quyền tự do ngôn luận, tự do bày tỏ chính kiến và nhà chức trách Việt Nam luôn bảo vệ và tạo điều kiện để công dân thực hiện các quyền này. Đại diện này cho biết hiện có khoảng 3 triệu blogger ở Việt Nam đang hoạt động bình thường, nhưng nhấn mạnh rằng các hoạt động chính kiến phải luôn tuân thủ theo luật pháp và không được lợi dụng quyền này để xâm hại các quyền và lợi ích hợp pháp khác. Quan chức này cũng khẳng định với các đại diện quốc tế rằng việc xét xử đều tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật Việt Nam, đảm bảo đúng người đúng tội, công khai, minh bạch. Các tổ chức nhân quyền quốc tế đã mạnh mẽ chỉ trích Việt Nam về điều mà họ nói là thành tích nhân quyền tồi tệ của nước này, với việc Việt Nam tăng cường trấn áp và bỏ tù những người thể hiện quan điểm bất đồng chính kiến và hạn chế quyền tự do biểu đạt.